Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết Đức sẽ đạt được mục tiêu ngân sách 1.5% GDP cho quốc phòng. Đức sẽ đáp ứng nhiệm vụ đã được đưa ra cho các đồng minh NATO là dành 1.5% GDP cho quốc phòng vào năm 2024. Bà Merkel đã nói với Hạ viện rằng mục tiêu 1.5% vào năm 2024 là nghĩa vụ đối với NATO. Bà đảm bảo và chính phủ Đức đảm bảo rằng nước Đức sẽ đáp ứng được nghĩa vụ đó. Tất nhiên, bà nhấn mạnh điều đó sẽ đòi hỏi những nỗ lực. Trước đó, vào đầu tuần này, đại sứ Hoa Kỳ Richard Grenell đã nhắm vào chính phủ Đức vì đã không thúc đẩy chi tiêu nhanh hơn để đáp ứng mục tiêu của NATO vào năm 2024. Xin nhắc lại, từ khi vào văn phòng Tổng thống, Donald Trump nhiều lần chỉ trích các đồng minh trong khối NATO và đe dọa rời bỏ khối nếu các đồng minh không tăng chi tiêu cho quốc phòng.